T030 Setting Very Loud ở game PUBG bản PC. Tiếng súng đã dội lên. Tiếng súng này chúng ta lại nhớ đến Biển Đông. Thì hôm nay Ngoại trưởng của Mỹ có phát biểu là bác bỏ mọi ý kiến chủ quyền của Trung Quốc liên quan đến Biển Đông, và Trung Quốc không được dùng sức mạnh quân sự để bắt nạt các nước ở Đông Á và Ấn Độ Dương về vấn đề biển. Có cái chuyện này thì chúng ta thấy một cái sự thay đổi lớn về cái chính sách của người Mỹ liên quan đến Biển Đông, đó chính là trước đây người Mỹ khi nhắc đến Biển Đông thì đều là các bên tự giải quyết ở tòa án quốc tế, còn bây giờ thì người Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ tất cả những cái gì mà người Trung Quốc cho là chủ quyền của người Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng với chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải tự lực tự cường, chứ chẳng thể dựa vào bố con nào hết. Giống chơi PUBG này, chúng ta phải nâng cấp súng ống, đó là Cebu, Vega và Zam. Nói chung là 1030 thì chơi ở Valley Lao thì chúng ta cũng có thể thấy là nó hơi cà nhắc một chút. Vì vậy là chúng ta chỉ dùng nó để chữa cháy thôi, chứ không thể là tít thò lò trong quá trình chơi. Còn bây giờ thì anh em ta sẽ trải nghiệm với CSGO setup ở mức cấu hình cao. Xin lỗi các bạn, đây là GTA 5 ở mức cấu hình cao. Thì thực sự là các bạn mình đang test với i7-6700, vì vậy là setup ở mức cấu hình cao nó là chuyện hết sức bình thường. Đủ á, à đú. Tiếp tục nhắc về Trung Quốc. Trung Quốc có cái đường lưỡi bò ở Biển Đông, và người Mỹ đã khẳng định là Trung Quốc không có quyền đó. Nhưng chẳng qua thì Mỹ cũng muốn dính máu ăn phần về bảo vệ cái chủ quyền và cái lợi ích hàng hải của mình, con đường vận chuyển, hay chúng ta còn gọi một câu đó là con đường tơ lụa trên biển, chứ cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy là Việt Nam luôn luôn ở thế khó, nghiêng về bất kể bố con đằng nào cũng thực sự là thế khó. Và bây giờ anh em ta đang test GTA ở cái mức đó là GPU đã loát đến 99%. Nhưng cái nhiệt độ con này khá mát các bạn nhé. Cái dòng GT nhiệt độ khá mát, trừ dòng Asus chúng ta thấy là được trạng thái 61 độ C. Và bây giờ anh em ta trải nghiệm đó là cái game CSGO và cái mức setup cấu hình đang ở cái khu đổi bãi. Thằng này cho ra Biển Đông bắn súng thì phê lòi tĩ, chắc là giương súng lên trời bắn rụng cả máy bay với tên lửa hàng không. CSGO ở mức cấu hình cao nhất, chúng ta bỏ qua vấn đề Cebu nhé. Vega cũng loát 100% rồi, và GPU thì nhiệt độ thì cũng rất mát, là 59 độ C. Vậy là G1030 mà ghép với i7-6700 thì người ta gọi là bắt cổ trai lòi tí đít. Ui dồi, bắn hay thế. Ui dồi ôi, chết rồi. Có một chút đờ đốt nhẹ các bạn nhé. Nói chung khi các bạn muốn ghép với GTA thì các bạn ghép tối thiểu với đó là i3-2120 đổ lên, thì các bạn có thể trải nghiệm game mượt mà. Còn đừng cố đi ghép với những cái dòng đó là E8400, những dòng đấy là đút vào đây nó không lọt đâu, phí thôi. Úi dồi, bắn hai vãi. Đây là chưa bắn rình rình đớp trộm, anh ta đang đứng ở một chỗ và chỉ cần đớp phát là bất kể đối thủ nào đều chết. Súng ta lên đạm, mày hả bưởi, úi dồi ôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm game đó là LOL. Phần mềm quay đã làm FPS, giảm FPS. Và từ mai thì mình sẽ quay bằng điện thoại, thì cái tỷ lệ FPS các bạn sẽ nhìn thấy cực kỳ phê. Nhưng quay bằng điện thoại thì cái hình ảnh nó không đẹp được như này. Vega của chúng ta chỉ có 81% thôi thưa bạn. Vậy là mắc setting LOL thì GT1030 2GB RAM 64 bit vẫn có thể mắc các bạn nhé. Thực sự là GTX 750 1GB RAM 5 đã mắc rồi.
quá mượt mà. LOL là một cái game ăn cạc, có nghĩa là nó chỉ rình rình đớp trộm Vega chúng ta thôi. Và như này thì chúng ta có thể quẩy tẹt LOL rồi. Được. Không chỉ Trung Quốc, Mỹ mà cả Nga đều rình rình nhăm nhe vào Biển Đông. Câu chuyện vui là ba đang đánh nhau, Việt Nam ở giữa hưởng lợi, nhưng cái chuyện đó thực sự là rất khó các bạn nhé. Chúng ta không biết là có thêm được một trải nghiệm, một game gì nữa không, và tôi đang cần đó là FIFA Online 4. Liệu là nhân viên có test FIFA Online 4 cho chúng ta hay không? Wow, rực lửa biến Thượng Hải. Happy và hãy đổi game đi. Anh ta quyết tâm không đổi game. Sút và đã đến, bình luận viên Quang Huy đã đến. Thời gian gần đây chúng ta thấy Công Phượng ghi bàn lên tọi và báo chí đang đưa Công Phượng lên mây, nhưng tôi ra mong rằng Công Phượng sẽ giữ được đôi chân mình ở dưới mặt đất. Trọng tài rất ít khi dùng đến thẻ vàng và bây giờ đã rút ra. No Ai Gaming và đội nào đây? Khỉ Ho Có Gáy nào đây? Rất hay. Phil Nguyễn, rất tiếc là Phil Nguyễn chưa có quốc tịch Việt Nam. Anh đã được dự Euro Paris và Pop ạ, không vào. Anh ấy đã cướp được bóng. Một pha cản phá tốt. Bây giờ chúng ta hiện chỉ có duy nhất Đặng Văn Lâm là thủ môn Việt Kiều, và ai cũng muốn Philip Nguyễn và thêm một số cầu thủ Việt Kiều nữa, nhưng chúng ta sẽ còn phải chờ đợi với quá trình nhập tịch và chờ đợi cái thủ tục của VFF. VFF đang không cho Việt Kiều lên tuyển trừ khi đã chơi ở Việt Nam quá lâu, còn nhập tịch thì VFF cấm cửa rồi. Và cuối năm nay chúng ta sẽ có hai cái chặng đua lớn, đó là vòng loại ăn cúp và AFF, và chúng ta hy vọng rằng thầy Bắc và các học trò của ông sẽ là tạo lên những kỳ tích. Có vào không? Không vào. Peter Smithsen, hiện tại và quá khứ. Hiện tại thì là con, quá khứ là bố bắt cho MU. Ronaldo vẩy bóng rất hay. Vidat, Robert Lewandowski, Van Dijk mất bóng rồi. Sessions Ramos. Mượt mà FIFA Online 4 các bạn nhé. Vậy là các bạn hoàn toàn có thể dùng GT630 để các bạn quẩy FIFA Online 4. Các bạn, cái mã cạc này No 2 không bán nhá. Vì vậy các bạn đừng có mua. Vì đơn giản No 2 không bán. Các bạn đừng có mua của No 2. Dây quá, Hát đã ghi bàn. Bắt bóng rất tốt. Wow! Bàn thắng.